Xin chào các bác. Ngày hôm nay thì đồng hồ Quang Lâm sẽ trên tay với các bác một mẫu đồng hồ khá là đặc biệt. Đó là chiếc Grand Seiko Spring Drive Ginza Limited Edition SBGA447. Đây là một mẫu hàng mới và chủ yếu phục vụ các bác uh, sưu tầm dòng Grand Seiko và SBGA447 này bắt đầu uh, phục vụ khách hàng từ nửa đầu năm 2021 với số lượng giới hạn 200 chiếc trên toàn thế giới. Và những chiếc này chỉ được bán tại các boutique của Grand Seiko ở Ginza. Ginza nó là cái khu phố mà sang trọng đắt đỏ bậc nhất của Tokyo mà trong những video lần trước Quang Lâm và các bác cũng đã đi tham quan khu phố này. Link thì em để ở phía dưới phần miêu tả của video. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bác bóc hộp và trên tay chiếc SBGA447 này của Grand Seiko các bác nhé. Chiếc này của chúng ta họ sử dụng một cái khăn vải bấn như thế này khăn màu xanh đặc trưng của Gran Seiko. Và bên trong vẫn là một cái hộp của Gran Seiko như mọi khi. À, đây là chiếc SBGA 447. Đây các bác nhé. Đây là những giấy tờ đi kèm này, hướng dẫn sử dụng dây này. Đây là một quyển hướng dẫn sử dụng của Granseco cho dòng máy Spring Drive Hướng dẫn sử dụng này có bằng tiếng Anh và bằng tiếng Nhật để các bác có thể nghiên cứu. Đây là cái thẻ bảo hành của Granseco dành cho chiếc này. Đây là chiếc SBGA447, đây là các thông tin cá nhân thì em xin phép che cái này đi các bác nhé sử dụng bộ máy 9R65 máy uh, chiếc này được bán tại uh, Matsuya Boutique ở quận Chuo, quận trung tâm khu phố Ginza của Nhật Bản các bác nhé đây là cái uh, certificate chứng nhận bảo hành của Grand Seiko Đó, chứng nhận bảo hành SBGA447 9R65 Đây là các cái thông tin uh, cá nhân Chiếc này được bán ra bởi cửa hàng Matsuya ở Ginza đây các bác này Matsuya Ginza hung tên Ở Tokyo quận trung tâm Ginza 3 Chiếc này khá là đẹp Màu xanh uh, dương các bác trời em em lau qua cái này tí tí đã trước đây là chiếc hàng mới chưa qua sử dụng chưa bóc tem và hôm nay em mới bóc ra một chút xíu này để, để review cùng các bác và nó có một chút xíu cái băng dính đã dính ở trên đồng hồ dòng này thì nó sử dụng vẫn là cái núm ren vạn như mọi khi các bác nhé Bây giờ đo thử cái này xem nó là size bao nhiêu Size 40 Độ dày của chiếc này ở đây nó là size 12,8mm các bác nhé Size 40 dày 128 này Lắc to lắc của cái form 44GS này là 46 Lắc to lắc 46 Và nếu sau các bác thay dây da cho chiếc này thì ở đây nó sẽ là 19 và dưới này nó có thể sẽ là 17 tầm tầm 17 để các bác khóa thay cái khóa dây vào với size 40 này thì nó phù hợp với lại anh em mà có cổ tay vừa cổ tay trung bình tức là cổ tay khoảng tầm 16 17 18 là anh em đeo dòng này rất đẹp Grand Seiko họ đã áp dụng cái thiết kế đương đại của dòng 44GS trên cái đồng hồ này. Đó là cái form 44GS. Phong cách đơn giản và tinh gọn. Và form 44GS này nó đã được tồn tại trong một khoảng thời gian rất lâu rồi, tám 8 60 năm rồi. Và còn rất đẹp. Một vẻ đẹp rất là sang trọng nhưng kín đáo của Grand Seiko và dòng này thì nó giống SBGA 259 mà em đã trên tay cùng các bác cách đây khoảng gần 2 tháng trước mặt tuyết snowflake kim vàng đấy Các bác có thể xem lại video Em có để trong phần miêu tả của video này Còn cái này thì nó là màu xanh lam Màu xanh của chiếc SBGA447 này Grand Seiko lấy cảm hứng từ buổi hoàng hôn Ở khu phố Ginza ở của Tokyo, Nhật Bản Đây là khu phố đi bộ Nó cũng giống như là khu phố Tràng Tiền ở Hà Nội mình ạ và đây là khu phố đi bộ ở Tokyo và nó rất là sang trọng, rất là đắt đỏ. Nếu các bác có dịp ở ghé Tokyo Nhật Bản thì các bác nhất định phải ghé qua Ginza. Và đây là phiên bản đặc biệt cho khu phố Ginza, SBGA447. Và chiếc này chỉ dành riêng cho 6 boutique chính thức của Gran Seiko tại khu phố này thôi. Các bác sẽ không thể mua được chiếc này ở những cái boutique khác, chỉ có thể là người chơi sưu tầm họ bán lại thôi. Khi các bác đi bộ trên khu phố Ginza này thì các bác sẽ thấy rất nhiều những cái tòa nhà siêu đắt đỏ Thắp lên những cái ánh đèn vào buổi chiều hoàng hôn Trên một cái khu phố thịnh vượng bậc nhất của Tokyo, Nhật Bản Vào buổi tối sớm, tức là buổi chiều muộn Nó giống như một cái mảng màu của bầu trời Buổi tối ở Ginza Mặt của chiếc này thì các bác có thể nhìn thấy là nó thiết kế theo kiểu chảy tia Đó. Kết hợp cùng với lại màu xanh lam thể hiện cái khu phố lúc hoàng hôn biểu thị những cái phút cuối cùng của một ngày trước khi nó chìm vào bóng tối hoàn toàn loang ra phía bên ngoài này là màu đen là buổi tối và đây là phiên bản giới hạn với số lượng là 200 chiếc sản xuất trên toàn thế giới kim và chỉ số được mạ màu vàng hồng đấy các bác nhé các bác có thể thấy là ở góc 12 giờ chúng ta sẽ có một cọc số được làm double lên Tăng độ đặc biệt cho mặt ổ Và ở dưới là logo của Grand Seiko chữ GS Các cọc số này đều được mạ màu vàng hồng đấy các bác nhé Màu vàng hồng đấy Ở góc 3 giờ là ô cửa sổ hiển thị lịch ngày Nền trắng chữ đen dưới này là chữ Sprinter Chữ Japan 9 giờ 65 Và đây là một cái ô hiển thị Mức năng lượng dự trữ còn lại trong đồng hồ và các bác có thể quan sát cái kim dây nó chạy cực kỳ mượt mà luôn bộ máy spring drive là bộ máy tạo cho kim dây có một cái khả năng trôi cực kỳ là mượt mịn mà không phải những chiếc đồng hồ cơ học nào có thể chạm được đến mức độ như thế này các bác hãy quan sát thật kỹ cái kim dây nó đang trôi rất mượt Và cái này thì nó chỉ có 200 chiếc thôi và chắc chắn là người chơi sưu tầm thì chắc chắn sau này dòng này nó sẽ lên giá. Đó, form 44GS và bên đây là các bác sẽ có một cái núm có khía cạnh và logo GS của Grand Seiko. Về phần máy của chiếc này thì trên dòng này Grand Seiko họ trang bị máy Spring Drive 9R65. Đây là bộ máy với 30 chân kính và sẽ có 72 giật tích cót tương đương với khoảng 3 ngày đầy đủ các chức năng phụ tất nhiên rồi à, đây các bác có thể thấy là nó lên cót bằng hai chiều đấy lên cót magic Lever lên cót hai chiều cái cụ vang này nó xoay theo chiều nào thì nó cũng lên cót hết 9 giờ 65 30 chân kính của Grand Seiko Limited Edition Ginza đây cái này nó chỉ bán tại Ginza thôi made in Japan đây số seri number thì em đã... cái này thông số riêng em sẽ che đi máy spring drive đây là bộ máy mà có lẽ là đỉnh cao nhất hiện tại theo quan điểm của rất nhiều những anh em đang chơi đồng hồ nhật thì có thể đây có thể là bộ máy đỉnh cao của nhật rồi với sai số chỉ khoảng cộng trừ một giây một ngày với độ chính xác cực kỳ cao 9 giờ 65 thì các bác có thể gặp trên SBGA 001 003 005 007 hoặc là 009, vân vân. Thì đây là bộ máy mà Spring Drive về cơ bản nó là một bộ máy cơ kết hợp giữa năng lượng sinh ra từ bộ máy cơ học của chúng ta kết hợp với lại hệ điều chỉnh Giao uh, da, dao động bằng công nghệ điện tử, tức là người ta đã sử dụng công nghệ điện tử trong điều chỉnh dao động để tăng cái độ chính xác tuyệt đối không sinh ra tiếng động êm du các bạn. Cho nên là ví dụ như là những chiếc đồng hồ cơ của chúng ta cho vào máy đo sai số thì nó sẽ có những cái tiếng kêu tích 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 theo cái tần số dao động nhưng mà riêng cái dòng spring drive thì các bác bỏ vào thì tuyệt đối yên tĩnh không một tiếng kêu nào cả và tìm hiểu thêm về bộ máy spring drive của Grand Seiko thì các bác có thể click vào đường link ở phía dưới phần mô tả của video này <laughs> Quang lâm cũng có gắn cái phần uh, mô tả phần phần uh, link của cái uh, bộ máy spring drive rồi các bác có thể xem thêm về video đó một bộ máy có thể coi là cực kỳ chính xác chính xác đỉnh nhất của Seiko tại thời điểm hiện tại và phần vỏ về dây thì ở à, như trước này chúng ta sẽ có một cái độ hoàn thiện với công nghệ đánh bóng đỉnh cao ra đắt sự của Grand Seiko và thép chuyên dụng cao cấp trên 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 chế tác đồng hồ cao cấp của Grand Seiko làm thép đúc đặc bộ dây cũng thế các bác nhé và được hoàn thiện phay xước ở giữa và phay hai cái chỉ ở nhỏ ở đây là phay bóng. Form 44GS vẫn còn rất đẹp và chắc chắn là nó sẽ còn đẹp trong một thời gian rất dài nữa. Em sẽ đeo thử chiếc SBGA447 này trên của tay em là 16.5 để anh em cùng ướm nhé. cho em chút. Đó, của tay em là 16.5 Em sẽ đeo chiếc size 40 này để các bác cùng ướm Nói chung là vừa vặn đẹp đẽ luôn Thế Thiết kế rất là đẹp Một bộ máy Spring Dry Với kim dây trôi phải nói là mượt Không thể mượt mà hơn được nữa Rất là sang trọng nhưng mà lại cực kỳ là kín đáo Nhìn thì lại Nhìn kỹ thì chúng ta mới thấy được cái độ sắc nét các bác có thể nhìn thấy độ hoàn thiện về bộ kim cọc của chiếc này Phải nhìn kỹ thì nó mới ra được cái vẻ đẹp của nó phải không ạ Các bác có thể nhìn bằng kính lúp nữa sẽ thấy được cái độ hoàn thiện, độ tỉ mỉ của các cái nghệ nhân của Grand Seiko tâm huyết cho cái sản phẩm của họ. Sai số chỉ khoảng cộng trừ 1 giây một ngày, mặt kính sapphire nguyên khối được phủ chống lóa các bác nhé. Form 44GS cực kỳ là dễ đeo trên cổ tay châu Á. Đặc biệt là cổ tay người Việt Nam mình là rất dễ đeo. Chiếc này thì sẽ phù hợp cho anh em có cổ tay tầm 16, 17, 18. Với size 40 mà. Rất là đẹp. Rất dễ đeo. Sang trọng, quý phái. Cái kim là nó là màu vàng hồng các bác nhé. các bác nào mà đang quan tâm chiếc này thì có thể liên hệ với bên đồng hồ Quang Lâm theo thông tin địa chỉ phía dưới video và giá tham khảo cho chiếc này hiện tại đang là 120x triệu. Và bác nào mà quan tâm những mẫu này có thể là liên hệ với bên em theo thông tin địa chỉ phía dưới video hoặc là các bác có thể truy cập vào website đồng hồ quang lâm.com và các bác có thể vào ô tìm kiếm tìm những mẫu đồng hồ phù hợp với mình. Đây website đồng hồ quang lâm.com. Ngoài ra thì các bác có thể alo trực tiếp cho bên em theo số hotline 1900 468 bên em giao hàng miễn phí và nhận hàng tại nhà à, ngoài ra thì bên em có số hotline là 0915 559 883 hoặc là số 0834 69 6699 à, rất mong được các bác ủng hộ Quang Lâm xin cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo